Đây là cái bộ đếm hai mạch, màn hình trên và màn hình dưới. Đang thì không không anh sẽ nhìn có hai cái bóng đèn nè, một cái bóng đèn màu đen và một cái bóng đèn màu trắng. Cái bóng đèn màu đen là cái bích tông 1, bóng đèn màu trắng là bích tông 2. Còn đây là con mắt cảm biến, khi mình khởi động lên nó sẽ lên không không hết là đúng ha. Lát các chị anh chỉnh sau, bây giờ đang chỉnh như cái anh mô tả trong tờ giấy ở trên 3, ở dưới 3 nha. Tức là ở trên nó sẽ đếm 3 lần sáng 1, còn ở dưới nó sẽ đếm 3 lần của cái sáng 1, nó sẽ mở cái bích tông này, bích tông trắng. 2 3 đó, thời gian là nó mất ngay. Ở dưới sẽ lên 1. À, dưới lên 2. Chuẩn bị nè, tới lần lên 3 nha. Ở dưới lên 3 là làm lại nè. Bên kia nhá cái rồi bắt đầu bên này giữ lại lần nữa. Rồi, cứ như vậy mà nó luân phiên vậy là đúng rồi đó. Rồi ở đây bây giờ mình giới thiệu về cái sản phẩm. Cái sản phẩm nó sẽ có một nồi dây chỗ này. Dây đen đỏ là dây nguồn 220V cấp vô. Còn ở đây nó sẽ có là trắng và xám ha. Tức là mình sẽ đấu là hiện tại đang đấu là xám với xám là một cặp dây. Ha. Xám xám là mình nói vô một cái bóng đèn á. À, nó nói vậy ha, trắng trắng là một bóng đèn, xám xám là một bóng đèn. À, tương ứng với anh đưa vô cái cuộn ha, một cặp trắng trắng xám xám giống nhau nha. Nè nhìn cái dắt con này là hiểu nè, đó trắng trắng là đi chung nè. Rồi cảm biến khỏi nói rồi, giờ tới nó cái phần dụ chỉnh. Dụ chỉnh thì muốn chỉnh được nó thì mình sẽ nhấn cái nút này cho nó lòi ra. Ở đây em có cái nút ha, nhấn vô nó lòi ra, nó lòi ra là nó vô hiệu hóa cái con cảm biến này là không có chỉnh được. Chỉnh màn hình trên màn hình dưới thì cái cách chỉnh nó giống như nhau, mình sẽ khởi động lên nó sẽ là không nè, mình nhấn một cái số rồi nhấn đầu tiên, nhấn một cái đầu tiên thì cái số này là cái số lần đếm, nhấn cái nữa là số là số thời gian, thời gian đây là một ở đây là 0,5 giây. Nó có thể tăng lên bằng cách nhấn lên này, tăng lên này, đây là tăng thời gian lên ha, đó. Rồi giảm xuống mà nhấn cái nữa nó về không là bắt đầu mới sử dụng ha. Rồi màn hình dưới cũng vậy, nhấn cái đây là số lần đếm là 3, nhấn cái nữa thời gian là 4 là coi như là 2 giây. Đó, em cả này 2 giây, còn nếu không vừa thì nó sẽ chỉnh lên thời gian lên, tăng lên giảm xuống. Đó, giờ sau đó anh nhấn nút đầu tiên cái nữa cho nó về không, lưu ý là mới đầu khởi động nó phải về không. Rồi sau đó anh nhấn nút này là màn hình nó sẽ lên số 1 là chưa đúng. Anh nếu như anh làm biến nhấn nữa thì anh sẽ tắt nguồn, sau đó anh mở lại để cho nó về không. Đó, còn nếu như trường hợp mình chỉnh rồi á, mình lúc nãy là nó lòi ra nè, đó mình chỉnh xong mình bấm nó lủng vô là lên số 1 thì anh sẽ bấm nữa cho đến khi nó lên số 3 cái đèn này sáng rồi nó về không. Nó về không hết là bắt đầu nó mới bắt đầu cái quá trình đếm này, quá trình đếm này đó. Chứ không thôi là mình để nó bị sai nhá. Rồi tới lần thứ 3 là bên kia nhá, cái này bên này, cái này là thời gian nó mình em chỉnh nó nhanh á, anh có thể chỉnh sửa cái thời gian lại anh coi, nếu mà đúng rồi thì báo cho em biết.